hoàn toàn bị thuyết phục về việc là blockchain sẽ là một công nghệ của tương lai. Và khi và bắt đầu từ thời điểm đó thì mình quan tâm tìm hiểu về công nghệ blockchain và các cái ứng dụng của nó trong đời sống. Khi mà mình là người đi tiên phong, mình làm những việc mới thì rõ ràng là con đường thì chưa có, phải vừa đi và vừa dò đường. Khổng Trời vẫn trở lại với cái mindset đầu tiên của mình thôi, đó là mình nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm của người Việt, tức là chúng ta một đội ngũ hoàn toàn là các kỹ sư Việt Nam. Chúng ta không có sao chép, copy bất kỳ cái nền tảng nào khác, và nó là một nền tảng ta tự build và thuộc sở hữu trí tuệ của người Việt Nam. Nên quan điểm của One và team tức là phải làm những sản phẩm thực sự, và chúng ta phải đi từng bước chắc chắn. Và khi chúng ta công bố dự án một cách chính thức thì nó phải là một cái dự án tròn trịa và một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh. Khi bắt tay làm Cổng Trời thì anh hoàn toàn đã quên mất cái khái niệm đối thủ rồi, là anh chỉ có khái niệm về đối tác thôi. Em thấy là cái tên của mình là Cổng Trời, một cái tên nghe rất là Việt Nam mà có cái tính ẩn dụ nữa. Cổng Trời nó sẽ là cái điểm chạm, điểm chạm giữa hai cái cộng đồng, hai cái thế giới đang khá là trái ngược nhau. Đó là một thế giới về blockchain của những người làm crypto, một thế giới truyền thống của những người nên crypto. Muốn cùng với team của mình khẳng định là thế giới làm được thì người Việt Nam cũng làm được. Khi mà cái việc mint NFT quá dễ dàng thì rõ ràng đó là cơ hội cho những người muốn lừa đảo. Khi mà có CBDC xuất hiện thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng ngay cái CBDC của Việt Nam để giao dịch NFT, và khi đó mới thật sự là một sự bùng nổ ngay từ phía Cổng Trời. Xin chào quý khán giả của Hot QA, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi talk show Blockchain Talk để cùng mình trò chuyện cùng những chuyên gia, những dự án hàng đầu trong lĩnh vực blockchain. Chương trình được thực hiện bởi Hot QA và được tài trợ bởi Factory Chain, và mình là Martin, người sẽ dẫn dắt câu chuyện ngày hôm nay. Khái niệm về NFT chắc hẳn các bạn cũng đã biết ở trên các diễn đàn cũng như là các kênh truyền thông khác nhau. Tuy nhiên, NFT được ứng dụng để nâng tầm nghệ thuật Việt ra sao? Vâng, và để hiểu hơn thì chúng ta sẽ gặp anh Thắng, Founder và CEO của Cổng Trời. Em chào anh. Dạ vâng, xin chào. Thì như thường lệ thì trước khi đến với những câu hỏi em mang đến cho anh Thắng, thì anh có thể giới thiệu về bản thân cũng như là về Cổng Trời cho mọi người cùng biết không? Xin cảm ơn Martin. Anh là một thạc sĩ về luật học, và công việc của anh trong nhiều năm vừa qua thì của công việc nó khá là thầm lặng, là anh là người tập hợp các cái thông tin tài liệu liên quan đến lĩnh vực văn hóa thông tin, và sau đó thì tham vấn cho các cấp lãnh đạo về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Sau một quãng thời gian gắn bó với công việc, và khi cái xu hướng công nghệ mới phát triển thì khi đó anh quyết định là mình chuyển hướng và thử sức ở một cái lĩnh vực mới nó sôi động, nó mang đến nhiều cái điều thú vị và mới mẻ. Trước hết thì phải trở lại câu chuyện của những cái thời kỳ mà blockchain mới bắt đầu. Thì bản thân anh rất quan tâm đến các vấn đề tài chính, tham gia vào thị trường tài chính từ những năm 2006-2007, khi mà chứng khoán bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Rồi sau đó là đến có một trào lưu về các sàn vàng này, sàn các cặp tiền tệ Forex vân vân. Rồi sau đó thì đến crypto. Qua tìm hiểu đó thì các cái sản phẩm đó nó đều có một cái, nó có những cái điểm chung với nhau về các hoạt động tài chính, và đặc biệt là khi vào năm khoảng 2016-2017, khi được cùng trao đổi với đội ngũ các founder của CardiaChain, thì anh hoàn toàn bị thuyết phục về việc là blockchain sẽ là một công nghệ của tương lai. Và khi và bắt đầu từ thời điểm đó thì anh quan tâm tìm hiểu về công nghệ blockchain và các cái ứng dụng của nó vào trong đời sống. Thì anh nghĩ là thời điểm này là cái thời điểm khá là phù hợp để mà chúng ta bắt tay vào, để khi mà công nghệ blockchain nó đã cho cả thế giới thấy được cái tính ứng dụng của nó, và cái việc đi vào đời sống nó sẽ dễ dàng hơn. Khi mình bắt đầu gọi là đến sân vào trong lĩnh vực này thì anh gặp những khó khăn nào? Đương nhiên là cái những vấn đề khó khăn chính là khi mà mình là người đi tiên phong, mình làm những việc mới thì rõ ràng là con đường thì chưa có, phải vừa đi và vừa dò đường, vừa đi và vừa tìm những người bạn đồng hành. Thì sẽ có những người từ chối,
vì một con đường quá mới, có những người thì ngại khó khăn, có những người thì ngại nguy hiểm. Thì để và quan điểm của anh là anh không thuyết phục mọi người để cùng đi với mình, mà anh chỉ trao niềm tin. Thì những người có cùng tầm nhìn và có cùng niềm tin thì sẽ đi với nhau đến cuối con đường. Để như anh vẫn hay nói vui với mọi người là Bác Hồ nói là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đó là thời thời điểm nó gặp rất là nhiều khó khăn, không ai biết trước là cuộc chiến này sẽ chiến thắng, nhưng cái niềm tin được truyền đi từ đó thì đã hiệu triệu được người dân Việt Nam và đi được đến cái thắng lợi cuối cùng. Nên như vậy chúng ta phải tin rồi mới làm, chứ không nên là làm rồi mới tin. Như em tìm hiểu ở trên cổng trời chấm origin thì em thấy là team của mình là bao gồm cả những họa sĩ hay là những gọi là người có tầm ảnh hưởng trong nghệ thuật, trong giới nghệ thuật rồi. Nhưng mà em lại không thấy, tức là mình không show bất kể một thông tin nào liên quan đến team về lĩnh vực công nghệ, hay là mình vì mình được power bởi Cardia Chain nên là bên đó đã lo cho mình phần tách rồi. À, cái này thì do là cổng trời hiện nay mà mọi người đang tiếp cận trên website cổngtrời.org, thực ra nó chỉ là cổng trời phase 1 thôi. Cổng trời hiện nay vẫn chưa công bố white paper, roadmap cũng như là các cái dự định trong tương lai của mình. Tại vì bản thân anh là một người qua nhiều cái công việc thực tế và cũng như là cũng chứng kiến rất là nhiều các cái dự án về blockchain, và đặc biệt là những dự án scam, là nó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của các dự án blockchain Việt Nam. Nên quan điểm của anh và team tức là chúng ta phải làm những sản phẩm thực sự và chúng ta phải đi từng bước chắc chắn. Và khi chúng ta công bố dự án một cách chính thức thì nó phải là một cái dự án tròn trịa và một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh. Thì dự kiến có thể là trong quý 1 năm 2022 thì cổng trời sẽ công bố cái phần white paper và công bố đội ngũ team của mình cũng như là lực lượng dev, rồi các mạng lần lượt là ngoài CEO có CFO, CMO, CTO, CBO, vân khá khá là nhiều các vị trí. Có đúng như anh Thắng chia sẻ thì đúng là các dự án ở trên thị trường hiện nay họ rất là loãng, thì chất lượng họ lại không đồng đều nữa. Em thấy là cái tên của mình là Cổng Trời, một cái tên nghe rất là Việt Nam mà có cái tính ẩn dụ nữa. Thì thứ nhất là anh có thể giải thích hơn thêm về cái ý nghĩa của cái tên Cổng Trời và lý do vì sao mà anh không chọn một cái tên tiếng Anh ngay từ đầu, mà mình lại ở Việt Nam thì mình để là Cổng Trời, nhưng mà ở nước ngoài thì mình lại để là Skygate, mà mình không chỉ giữ một cái tên thôi. Trước hết là nói về ý tưởng Cổng Trời. Ý tưởng Cổng Trời thì thực sự là khi bắt đầu bắt tay làm dự án thì team cũng rất là lây hoay để chọn một cái tên gì đó để truyền đạt được cái thông điệp mà của mình, và nó phải gây được ấn tượng với mọi người. Thì sau đó thì quyết định là chọn tên là Cổng Trời. Trước hết là Cổng Trời á, trong cái khái niệm ở mỗi quốc gia dân tộc thì hầu như đều có Cổng Trời. Và thực tế ở Việt Nam là có đến mấy cái cổng trời. Cổng trời Quảng Bạ, cổng trời Ô Quy Hồ, rồi các điểm du lịch vẫn thích là chọn những cái điểm check-in tên là cổng trời. Thì như vậy nó gắn với lại một cái không chỉ là vấn đề là về ý thích của một cái vùng miền, mà anh nghĩ đó là một cái ước mơ của mỗi mỗi dân tộc đó. Là không ai biết phía sau cổng trời là cái gì, nhưng ai cũng tin là phía sau là một cái điều tốt đẹp. Và từ cái ý tưởng đó thì anh mới nghĩ đến việc là cổng trời nó sẽ là cái điểm chạm giữa hai cái cộng đồng, hai cái thế giới đang khá là trái ngược nhau. Đó là một thế giới về blockchain của những người làm crypto và một thế giới truyền thống của những người nên crypto. Nó sẽ là điểm chạm của đa cộng đồng, ví dụ như là của cộng đồng những người chỉ thuần về làm kỹ thuật và những người làm nghệ thuật đó. Cộng đồng của người Việt Nam và cộng đồng thế giới. Nó có gì đó nó hơi trẻ em một tí, mình có thể liên tưởng đến cái cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Khi mà mình ước mơ điều gì, mình mở cánh cửa thì mình phải bước qua đó. Và mình sẽ kết nối với cái cộng đồng đó. Và điều quan trọng nhất khi anh làm cái dự án này thực ra không phải là mong muốn là
làm một cái dự án để hướng đến lợi nhuận, mà vấn đề là muốn cùng với team của mình khẳng định là thế giới làm được thì người Việt Nam cũng làm được, và muốn chọn một cái chất thuần Việt hướng đến các sản phẩm của Việt Nam, hỗ trợ cho người Việt Nam. Chính nhờ cái hai cái chữ Việt Nam đó mà nó gắn kết được rất là nhiều các nghệ sĩ, rồi các nhà sưu tập cũng như là các cái cộng đồng. Tại vì khi mình làm dự án thì mình phải mới cứ nhận ra rằng là người Việt Nam mình rất là nhiều người tinh thần dân tộc rất là cao, rất là tốt, và cũng rất là muốn là hai cái chữ Việt Nam của mình đó, nó phải xứng tầm. Và hiện nay cũng nhờ công nghệ blockchain, nhờ cái đội ngũ kỹ sư blockchain Việt Nam hiện nay, thì có lẽ là chúng ta đang có một cái cơ hội để khẳng định được cái tên Việt Nam mình trên cái bản đồ thế giới. Mà em nghĩ đó cũng là lý do mà để Hot QA có mặt ở đây để gọi là khám phá ra đằng sau cổng trời là gì. Thì trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo thì anh Thắng có thể chia sẻ rõ hơn là những gì mà cổng trời đang làm để nâng tầm nghệ thuật Việt. Cổng trời thì hiện nay đang đi theo cái giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn đầu tiên tức là educate thị trường để mọi người hiểu NFT là gì, và tạo ra những cái case study và những cái trải nghiệm cho nghệ sĩ để mọi người hiểu rằng là NFT nó chỉ là một cái công nghệ mới, nó không có gì là thần thánh, nó cũng không có gì là phức tạp, và nó chỉ là một cái để hỗ trợ thêm cho người nghệ sĩ và cho cái công việc sáng tạo. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trước khi YouTube phát triển, trước khi TikTok phát triển, thì rõ ràng là nghệ sĩ chúng ta đang hoạt động cách rất là truyền thống. Nhưng khi YouTube phát triển thì chúng ta có những YouTuber nổi tiếng, những TikToker nổi tiếng. Thì như vậy với công nghệ NFT thì chúng ta hoàn toàn có thể sẽ có một cái cộng đồng các NFT artist nổi tiếng. Vậy thì chúng ta phải bắt được trend, chúng ta phải hiểu được cách vận hành của nó, thì sẽ có một cái thế hệ, có một lực lượng active mới nổi tiếng, và nó sẽ nắm bắt đúng trend của thế giới và giúp cho cái nghệ sĩ Việt Nam mở ra một cái sân chơi khác. Đúng là cái trend NFT đã rất là bùng nổ từ những năm 2019, 2020 và đặc biệt là trong năm 2021. Thì liệu đó đã có phải là lý do để cho cổng trời được tạo ra hay không, hay còn nhiều những lý do khác? Đó là một phần của lý do cổng trời được tạo ra. Nhưng mà cổng trời hiện nay rồi cái thành tựu ban đầu mà cổng trời đánh giá được trong thời gian qua, đó là ngoài cái việc là thành công trong việc đã phối hợp cùng với KaraChain tự xây dựng được một cái nền tảng NFT của người Việt Nam. Tức là chúng ta một đội ngũ hoàn toàn là các kỹ sư Việt Nam. Chúng ta không có sao chép, copy bất kỳ cái nền tảng nào khác, và đó là một nền tảng ta tự build và thuộc sở hữu trí tuệ của người Việt Nam. Vấn đề thứ hai là quá trình nghiên cứu về mặt pháp lý giúp cho công nghệ NFT nó có thể ứng dụng được vào trong đời sống, nó giải quyết được vấn đề mọi người vẫn đang thắc mắc là liệu NFT nó có hành lang pháp lý nào để thực hiện hay không, khi ứng dụng vào chúng ta có gặp vấn đề gì với lại cơ quan quản lý nhà nước hay không. Và thành tựu thứ ba nữa là mọi người hiểu được NFT là gì và bắt đầu đã thay đổi cái nhận thức của mình rằng là NFT không phải là crypto, mà NFT là một công cụ để tạo ra cái chứng nhận số, và chứng nhận số đó nó sẽ xác thực cho quyền sở hữu đối với một cái tài sản nhất định. Tài sản đó có thể là tài sản số, cũng có thể là một tài sản hữu hình. Và trong một bài báo anh có chia sẻ rằng là cổng trời không giống một sàn thương mại điện tử hay là chợ giao dịch. Nói đúng hơn, chúng là nền tảng chuyển giao sở hữu số với mục tiêu khai thác kho tranh của các nghệ sĩ và tấn công vào nạn tranh giả đang nhức nhối hiện tại hiện nay, đúng không ạ? Vậy anh có thể chia sẻ nhiều hơn về câu nói này, và nếu cổng trời không giống một sàn giao dịch thì hiện tại cổng trời đang làm gì? Và những sản phẩm của cổng trời đang có? Cổng trời hiện nay trong quý 1 2022 thì sẽ bắt đầu công bố toàn bộ những cái hệ sinh thái hoàn chỉnh của cổng trời.
Thì phần NFT platform nó là một trong số các sản phẩm đó. Phía cổng trời dự định là sẽ có 4 sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên thì mọi người đã biết đến, đó là cái NFT platform giúp cho các người sáng tạo có thể tạo ra NFT và có thể trao đổi nó với nhau. Và ngoài cái việc là gọi là mua bán trao đổi thì có thể là mint ra để giữ hoặc là để chuyển tặng, chứ không nhất thiết phải phải là giao dịch. Tức là ví dụ như là Martin có một bức ảnh, Martin có thể đăng ký làm tác giả trên cổng trời và mint cái NFT đó để giữ lại cho mình. Thì sau đó thì có thể là đến cái một sự kiện nào đó, ngày sinh nhật kỷ niệm của ai đó, có thể đem cái bức ảnh đó chuyển vào ví của một người mà mình muốn tặng. Còn ngoài ra thì cái việc là để trao đổi mua bán thì nó là một phần ở trong đó. Và cũng như vậy thì cái bước thứ hai của cổng trời trong năm tới là sẽ giới thiệu về gọi là SocialFi, tức là sẽ phát chuyện về social token và fan token. Chúng ta có thể thấy rằng là NFT thực ra nó đứng một mình nó sẽ không tạo ra được một trào lưu mạnh, mà cái NFT phối hợp với lại game thì nó tạo ra một cái trào lưu GameFi rất mạnh. Vậy thì như vậy đối với nghệ thuật thì cũng vậy, nó phải đi với social token, đi với fan token, thì khi đó người sáng tạo mới có được những cái công cụ mà để giúp cho cái SocialFi phát triển mạnh, và NFT là một cái công cụ hỗ trợ ở trong đó. Do đó là cổng trời đã nghiên cứu và cũng đang là phát triển cái SocialFi app cho hai đơn vị. Một là UDA, là công ty quản lý tài sản số toàn cầu thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Và hai là công ty luật Nam Hà. Thì đây sẽ giúp cho nó bản chất của cái SocialFi app này á, thì nói một cách truyền thống nó chính là loyalty app. Nhưng mà các app về loyalty thì thật ra là hoạt động riêng lẻ với nhau, nhưng khi chúng ta phát triển dựa trên blockchain thì các loyalty point nó sẽ là chính là token, và nó được quản lý một cách minh bạch, user có thể nhìn thấy, và nó có thể trao đổi được với nhau, tạo ra một cái hệ hệ sinh thái lớn hơn. Thì như vậy mình có thể nói đơn giản là ví dụ một KOL thay vì lên một cái sàn NFT nào đó mint ra một bức tranh, hay là mint ra một cái MV, một bài hát, sau đó trao đổi trên đó, thì họ sẽ không thấy được cái tính cá nhân của họ trong đó, và họ cảm thấy mình bị trộn lẫn ở trong một cái market. Nhưng nếu họ phát triển một cái SocialFi app thì khi đó họ có ngôi nhà riêng, họ gọi là sẽ huy động được cái nguồn hỗ trợ tài chính từ phía fan của mình để mua thành viên thôi. Như một KOL có 10 triệu thành viên thì có thể mua phí thành viên là 1 đô, 10 đô, thì rõ ràng là chỉ cần 10% thôi. 1 triệu fan mua 10 đô phí thành viên thì bạn đó đã có 10 triệu đô. Và với 10 triệu đô đó thì KOL đó có thể nghĩ ra rất là nhiều cái sản phẩm để mà tặng lại cho các fan của mình. Có thể là các NFT về ảnh, về MV, hoặc là những cơ hội được gặp gỡ với lại idol, được xem phim trước, được nhận những cái clip gọi là hậu trường vân vân, rất là nhiều đấy. Tức là mình muốn đem cái NFT adoption, tức là cái tính ứng dụng của nó rộng rãi hơn, và đặc biệt là hỗ trợ những nghệ sĩ nữa. Vậy đó có phải là cái hướng sắp tới của cổng trời mà mình sẽ gọi là toàn tâm toàn lực nhiều hơn là cái việc giao dịch không ạ? Đó là cái hướng, là cả cổng trời còn thêm hai cái phần nữa, tức là phần thứ ba, đó là phần crowdfunding hỗ trợ cho các dự án về văn hóa có thể gọi vốn từ cộng đồng. Và cuối cùng là một cái P2P marketplace, nơi mà mọi người giữ NFT
NFT hoặc là giữ các cái token của KOL, giữ token của các dự án crowdfunding thì có thể là trao đổi với nhau ở trong đó, thì để chúng ta có một cái hệ sinh thái nó rộng hơn, chẳng hạn như là mình đang là member của một KOL A, nhưng mà khi đó mình thấy KOL B đang đang có một cái live show khá là hay, thì mình có thể chuyển đổi cái loyalty token đó của mình sang và mình sử dụng cái hệ sinh thái bên đấy đó, và giúp cho mọi người có một cái vòng xoay lớn để mà môi trường kết nối lại với nhau, thì chúng ta sẽ có một cộng đồng mạnh và có những cái bổ trợ hỗ trợ lẫn nhau, thì cộng trời hướng đến là tạo ra một cái hệ sinh thái ở nơi đó, thì một cái người sáng tạo mà đặc biệt là các nghệ sĩ sẽ tiếp cận với lại blockchain một cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất và chi phí thấp nhất. Và một cái định hướng rất là ý nghĩa đúng không? Và cũng trong năm nay với cái sự bùng nổ về số lượng những người dùng mà mua bán hay trao đổi sở hữu NFT thì cũng có rất là nhiều sàn giao dịch được tạo ra, hay là kể cả những bên mà họ cho mint, họ cho lending các NFT cũng được tạo ra rất nhiều để đáp ứng cái nhu cầu ngày một gia tăng như vậy. Vậy anh Thắng cho em hỏi là có phải cái sự khác biệt của cổng trời là nằm ở việc là mình tập trung vào những tác phẩm của nghệ sĩ Việt đúng không ạ? Hay là còn những sự khác biệt nào nữa? Cổng trời thì có một số điểm khác biệt, nhất là về về mặt sản phẩm hệ sinh thái, tức là hướng đến là hỗ trợ cho cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam, và chọn muốn để cho cộng đồng những nhà sưu tập thế giới hoặc những người quan tâm đến văn hóa của Việt Nam trên thế giới, thì họ sẽ chọn cổng trời là một cái điểm đến để tham khảo, để xây dựng một cái thương hiệu về văn hóa Việt Nam phát triển trên blockchain. Cái điểm khác biệt thứ hai nữa của cổng trời đó chính là cổng trời tập trung vào phần KYC đối với lại các tác giả, và xem đó là một cái key point rất là quan trọng, vì trước khi xảy ra các cái sự cố về các NFT gọi là giả mạo được min ra ở ở các sàn, thì cổng trời đã nhìn thấy cái việc này. Nó khi mà cái việc min NFT quá dễ dàng thì rõ ràng đó là cơ hội cho những người muốn lừa đảo. Vậy thì ngay từ đầu chúng ta phải giúp minh bạch thông tin của người tạo ra NFT, thì qua đó chúng ta mới nâng nâng tầm được Đúng cái NFT, và cũng như là nâng tầm được cái giá trị của nghệ thuật. Vấn đề khác biệt thứ ba tức là khi kết nối vào cổng trời thì user có thể chọn hai cách kết nối. Một cách là phi tập trung, là kết nối bằng ví Cardia, rồi. ví phi tập trung, và thứ hai là kết nối bằng Coinbase, là một cái ví tập trung của Cardia phát triển. Thì với những người nên crypto, những cái user truyền thống, thì chỉ cần đăng nhập vào cổng trời và tạo dùng email và tạo password là có thể tương tác được với NFT và tạo ra những cái trải nghiệm, tức là sử dụng trải nghiệm NFT mà hoàn toàn không có thậm chí là không biết rằng là đang phải sử dụng về blockchain nó. Tức là mình giải quyết cả những vấn đề liên quan đến những user là non-crypto hay là xử lý những phần mềm về blockchain đúng không? Và vậy theo như em được biết thì cổng trời cũng mới tham gia thị trường được hơn một năm thôi. Nhưng mà thì cái việc mà mình tập trung các NFT vào các những tác phẩm nghệ thuật là của người Việt mà khi mà mình muốn gọi là truyền tải cho cộng đồng thế giới thì có gặp những khó khăn gì không ạ? Kiểu về về mặt truyền thông các thứ. Rõ ràng là khi mà chúng ta chọn một vấn đề thì nó sẽ có tính hai mặt. Không có một cái sự lựa chọn nào hoàn toàn là hoàn hảo. Nếu chúng ta muốn được thị trường local đón nhận, được người Việt Nam quan tâm ủng hộ, thì rõ ràng là chúng ta đã khoanh mình lại trong local. Chính xác. Và nếu chúng ta muốn bước ra thế giới và giải quyết các vấn đề của thế giới, thì khi đó rõ ràng chúng ta rất dễ bị pha loãng. Đúng rồi. Thì cổng trời vẫn trở lại với cái mindset đầu tiên của mình thôi. Đó là mình nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm của người Việt. Đấy.
Và cái luôn luôn muốn nói trao đổi với team này, chuyển động là một cái khái niệm rất là tương đối. Chúng ta đang ngồi yên ở đây nhưng chúng ta đang chuyển động so với một cái xe buýt ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta đang đứng yên tại thị trường Việt Nam, chúng ta không bước được ra thế giới, thì chúng ta trở thành một điểm sáng để cho cộng đồng thế giới khi quan tâm thì bước đến với chúng ta. Mặc dù mới là giai đoạn đầu thôi nhưng mà em vẫn muốn nghe anh Thắng chia sẻ về những con số hay là những cột mốc mà Cọc Trời đã đạt được trong thời gian là mình tiếp cận đến giới nghệ thuật của Việt Nam. Hiện nay thì nếu nói về cộng đồng artist của Cổng Trời đang đang hiện hữu thì khoảng trên 200 artist. Các tác phẩm NFT đã được mint ra thì khoảng là trên 1.000. Khi mà cái ứng dụng UDA app của bên phía Hội Kỷ lục gia được hoàn thành ấy, thì sẽ thu hút khoảng 3.500 kỷ lục gia Việt Nam. Và trong đó là có những kỷ lục gia là đã được xác lập là ở tầm châu Á và thế giới, Châu Á à. cũng như là khoảng 6.500 các nghệ nhân của làng nghề Việt Nam thì sẽ tham gia vào. Vì Cổng Trời, bản thân anh hiểu rằng là người nghệ sĩ có cái tính cá nhân rất là cao, và cái cá nhân hóa đó mới tạo ra cái Chính điểm đặc xác. sắc. Nên chính vì vậy khi muốn 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 phát triển, muốn ứng dụng thì phải để cho người nghệ sĩ cảm nhận được đó là ngôi nhà của mình. Nên cái hướng của Cổng Trời phát triển là personalize, customize vào từng khách hàng, vào từng đối tượng con người cụ thể đấy. Và cái phần công nghệ NFT nó chỉ là một cái công nghệ hỗ trợ để và hoàn toàn Cổng Trời có thể là build một cái smart contract riêng biệt cho mỗi artist theo tùy cái nhu cầu của họ, chứ không có áp buộc họ vào một cái sự áp đặt của một cái marketplace. Hôm qua những chia sẻ của anh Thắng thì em thấy là mình đang đúng nghĩa là mình muốn đưa những nghệ sĩ Việt, những tác phẩm Việt một gọi là số hóa một cách cụ thể hơn mà vẫn giữ được những giá trị của họ, đúng không ạ? Và em có tìm hiểu thông tin ở trên Cổng Trời thì mình có giới thiệu là mình được power bởi Cadia Chain. Và bên cạnh đó thì những partner của Cổng Trời hiện tại thì là những gọi là những người có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ sĩ nghệ thuật ở Việt Nam. Thì anh có thể nói rõ hơn về mối quan hệ hợp tác của mình với Cadia Chain. Tức là mặc dù là partner thì partner hay là những advisor thì là toàn là những nghệ sĩ, nhưng mà giới power hay là cái đối tác về công nghệ thì hiện tại là Cadia Chain, thì anh nói rõ hơn. Về Career Change thì trước hết thì cũng như đầu câu chuyện đó, anh nói là các thành viên founder của Career Change chính là người đã thay đổi cái quan điểm của anh về blockchain. Đấy là những người mà đã giúp anh hiểu rằng là blockchain nó là một cái công nghệ chứ nó không phải là rửa tiền hay hay là một sự lừa đảo, nó không phải là ảo mà nó là số. Và chính vì cùng đi với nhau trong một cái giai đoạn dài trước khi mà Cadia Chain chính thức được listing trên Gate.io vào năm 2020, thì trước đó đã đi cùng với lại team Cadia Chain cũng một chặng đường. Và từ cái niềm tin của các bạn, từ cái công nghệ và cái việc các bạn hiện thực hóa ra cái lời hứa của các bạn, thì anh tin rằng đây là một cái team rất mạnh, một cái team đủ sức có thể đem đến một cái làn gió mới cho công nghệ blockchain ở Việt Nam. Ngoài ra thì cũng phải nói đến những cái tính phù hợp về tầm nhìn của Cadia Chain với bản thân anh và với team Cổng Trời. Tức là đầu tiên hết là cái gas fee của Cadia rất tốt So so nên với các trên so khác. với hầu hết các chain khác. Nên do đó hiện nay việc mint NFT trên Cổng Trời hoặc là mỗi lần chuyển nhượng trao đổi NFT thì toàn bộ gas fee đó là Cổng Trời free hết cho user. Cổng Trời đứng ra trả luôn cái chi phí đó, nên user sẽ cảm thấy thoải mái. Chúng ta trở lại câu chuyện rất là bình thường ở Việt Nam là tại sao Techcombank thu hút được nhiều user như vậy, thì mỗi lần chuyển tiền của họ là phí không đồng.
Các ngân hàng khác thì thường là có thu phí, thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý như vậy. Thì nếu chúng ta build bây giờ với cái việc là muốn tiếp cận vào đại chúng người Việt Nam mà chúng ta build trên một số cái Trend khác. trend khác với cái phí khoảng 5 đô hoặc Đúng là 100 đô rồi. một lượt thì rõ ràng là một rào cản rất là lớn Đúng rồi. để mà đấy. Nhưng mà khi mà cái cộng đồng chúng ta đã giáo dục được lâu dài rồi và họ mọi người đã quen và khi cần bước ra quốc tế thì chúng ta sẽ chọn một cái trend nó vừa phù hợp và nó cũng mang tính quốc tế hơn. Đó. Vấn đề thứ ba nữa là Kaya Chain phát triển Kybase là một dạng ví tập trung như phần trình bày lúc nãy, nên cái việc đăng nhập cũng không phải mất việc tạo ra 12 ký tự hoặc là gây khó khăn cho user lên crypto. Còn khi mà mọi người đã quen thì mọi người có thể chuyển đổi sang cái cách là kết nối bằng ví Kai, ví phi tập trung. Và vấn đề thứ tư nữa thì rõ ràng là Kaya là một cái team Việt Nam, Đúng. đúng phù hợp với quan điểm Chính của xác. cộng trời, đó là muốn 100% là người Việt Nam xây dựng nên dự án này. Thì thế thì với tất cả các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì việc chọn cây trên nó là một cái quyết định mà đến bây giờ anh nghĩ là phù hợp. Và em nghĩ với những quyết định như vậy thì rất là phù hợp với hướng đi ngay từ ban đầu của cổng trời. Em thấy có một mục đó là Mytheria và Ma Đề Phi Phép ở trên trang chủ cổng trời, thì liệu đó có phải là hướng đi sắp tới khi mình, như anh chia sẻ, là mình có kết hợp với bên game để dễ tiếp cận với cộng đồng hơn không? Liệu có phải đó là hướng đi sắp tới của mình không? Hay là đó chỉ là một mối quan hệ hợp tác nhất định? Trước hết thì hai game Mighty Fiveth và Mytheria là hai dự án trong cái hệ sinh thái của Kaya Chain. Thì đương nhiên thì những người trong cùng một hệ sinh thái thì phải có sự hỗ trợ lẫn nhau. Thứ hai nữa là hai dự án đó thì đều cũng khá là quan tâm đến cái việc là cho các KOL, các artist cũng như là các fan của mình tạo ra những cái artwork. Thì cổng trời sẽ là nơi để cho các bạn min ra các cái artwork của mình. Còn chuyện trao đổi vật phẩm game thì cái đó là cái marketplace riêng của mỗi game. Đấy. Đây là cái và cũng như bên bạn Cương founder của Mysteria đấy, trong một cái talk show thì cũng có trao đổi là nó là ước mơ của bạn cũng muốn là đưa văn hóa, đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới thông qua game. Thì như vậy thông qua một cái platform mà nó khá là thiên về nghệ thuật như cổng trời thì có thể qua đó bạn sẽ tìm kiếm được những cái bạn artist mà phù hợp để tạo hình các cái nhân vật rồi phục vụ luôn cho cái game của mình, nhưng mà đồng thời thì vẫn đạt được các cái tiêu chí về nghệ thuật và bản thân mỗi cái nhân vật game, mỗi tạo hình nhân vật game nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật, nó là Đúng, digital art. đúng. Mặc dù artwork là nghệ thuật, nhưng mà liệu điều đó có phù hợp với cái hướng đi của cổng trời là việc nâng tầm những nghệ thuật Việt? Bởi vì theo như em hiểu ở đây đó là mình sẽ NFT hóa, tức là gọi là số hóa những tác phẩm là bản vật chất để lên thành digital. Mà trong khi những artwork nó đã là những tác phẩm nghệ thuật digital rồi thì dường như là nó đang hơi hơi lệch hướng một chút. Anh có thể giải thích rõ hơn về cái điều này không ạ? Ở cái digital art hoặc là digital nói chung á, thì ví dụ âm nhạc nó cũng là digital rồi, phim bản thân nó cũng là digital, một bức ảnh chụp nó cũng là digital. Thì riêng đối với lại góc độ là của hội họa, nhất là cái hội họa truyền thống, thì chúng ta digital bằng cổng trời mới là 3D hóa lại các tác phẩm đó, và cái bản 3D đó thì nó tương thích được với lại VR Oculus của Facebook, bây giờ là Meta, để sử dụng trong các cái VR Home rồi giúp cho mọi người có thể tạo ra VR gallery với cái sự hỗ trợ từ phía VR Oculus. Thì đó là dành riêng cho cái mảng là artwork truyền thống. Còn ngoài ra thì tất cả những cái phần về digital art vân vân thì vẫn là một cái hướng phát triển của cổng trời, vẫn tiếp tục đang mở mở ra tiếp đối với cả digital art này, music, phim, và cụ thể là trong cái ngày 31 tháng 12 sắp tới đây ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thì cổng trời phối hợp với lại công ty Phạm Ý và Việt Nam NFT Magazine
để tổ chức một chương trình là Lumina rạng rỡ Việt Nam, thì trong chương trình để trình chiếu các cái tác phẩm digital và 10 cái tác phẩm mà được đạt giải thì sẽ được chiếu vào 10 cái giây cuối cùng trên cái màn hình LED của chương trình Countdown. Đó là một cái cách để tôn vinh cái digital art của Việt Nam, cũng như là cách để cho các nghệ sĩ có điều kiện là viral hơn cái tác phẩm của mình. Thì hai giám khảo cũng là hai hai nghệ sĩ khá là uy tín hiện nay Việt Nam, là anh Dũng Yoko là và anh Lê Thanh Tùng, là một là người làm nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng, chụp cho rất nhiều tạp chí quốc tế. Lê Thanh Tùng thì là một digital art có rất là nhiều thành tựu, vừa rồi là người thiết kế ra một cái mẫu giày mới của Adidas. Thì rõ ràng là digital art đang là một cái hướng rất là mạnh À, của đúng. nghệ sĩ Việt Nam trong trong thời gian tới. Và hiện nay có một cái điều đáng tiếc là các digital artist của mình đó, đang outsource nước ngoài rất là nhiều, và họ làm cho những dự án rất là lớn, thậm chí như là Transformer. Thì bây giờ với công nghệ mới này thì họ có thể bắt đầu quan tâm đến cái phần sáng tạo của mình, phải là có những cái cơ hội để mà đưa những cái sản phẩm của mình để mà được quảng bá rộng rãi hơn. Vâng, Đó. đúng là phải ngồi nói chuyện với anh Thắng ngày hôm nay thì em mới hiểu được cái tầm nhìn của cổng trời. Không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật bình thường mà nói chung, nghệ thuật nói chung của Việt Nam, anh và cổng trời đang rất là muốn để nâng lên, đúng không? Và các nền tảng mà về công nghệ NFT họ đều tung ra những cái token riêng của họ để vừa phục vụ cho việc gọi vốn này, kêu gọi partner, kêu gọi investor vào để hỗ trợ về nhiều mặt nữa đấy, và ngoài ra còn dùng để làm phí giao dịch hay là sở hữu các NFT. Thì trong khi ngược lại thì cổng trời lại sử dụng những đồng của các bên khác, ví dụ như kiểu là CAI này, BNDC để thực hiện mua bán giao dịch hay sở hữu NFT. Thì anh Thắng có thể chia sẻ rõ hơn về điều này và lý do vì sao mình lại làm như vậy, cũng như là sắp tới thì theo như cái roadmap của cổng trời thì mình có tạo ra một đống token riêng không? Rồi, cảm ơn câu hỏi của Martin, câu hỏi rất là hay. Trước hết thì phải phải vấn đề của cộng trời đang nghĩ đó là cái khả năng mà tương thích được NFT với lại pháp luật Việt Nam, và chúng ta phải chuẩn bị từ đầu về mặt công nghệ. Và thứ hai là theo quan điểm của team và của cá nhân anh đó, thì khi mình càng cố gắng gò ép mọi người theo ý của mình thì mình đang gò ép chính mình, Chính xác. và khi mình càng cởi mở với mọi người thì khi đó chính mình cũng được tự do. Vậy thì trong cái platform của cổng trời hiện nay, đó cũng là một cái thành công về về mặt công nghệ, tức là một tác giả hoặc là một nhà sưu tập có thể lựa chọn bất kỳ một cái loại token nào được build trên chuẩn KRC20 của Cardia để mà bid đối với lại cái NFT. Nó không phải chỉ là CAI, BNDC, BNDT, mà có thể là DPET, có thể là Mira, đấy, có thể là KUSDT, Ethereum, Binance đã được blockchain. No. Đấy. Thì với nhiều cái sự lựa chọn đa dạng như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy là thoải mái hơn, và nó mới đúng là bản chất của việc là trao đổi giữa hai cá nhân. Vì khi thực hiện các cái giao dịch đó thì anh nghĩ rằng là mọi người đang đang bị nhầm lẫn cái việc là đổi ra, ví dụ đổi ra nắm giữ một số lượng cai nhất định thì để là lấy cái này bán ra lấy tiền, Chính xác. đúng không? Đúng, Đấy. đúng, đúng. Nhưng mà với quan điểm của anh á, là tại sao mua cai và giữ cai, thì thực ra là đó nó phục vụ trực tiếp cho cái công nghệ và cái công việc của mình. Không có cai thì không không thể sử dụng gas fee được, không thể hỗ trợ được cái việc min. Đúng. Rồi những cái nghệ sĩ ví dụ họ muốn phát triển một cái NFT market riêng của họ, của cá nhân họ đi, thì bước đầu thay vì họ phải đầu tư mua cái đi thì họ có thể lấy tác phẩm mình
đổi thành một lượng KAI nhất định và giữ cái lượng KAI đó để sau này khi phát triển cái platform do cộng trời hỗ trợ thì họ cũng có một cái phần gas fee để họ hỗ trợ tiếp cho mọi người. Và cái tầm nhìn của cộng trời đó là CBDC. CBDC. CBDC là chúng ta sẽ đợi cái tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Việt Nam phát hành. Đấy. Thì có phải là nếu chúng ta tạo ra một cái thói quen giao dịch là mọi người có thể giao dịch rất đủ loại và khi mà có CBDC xuất hiện thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng ngay cái CBDC của Việt Nam để giao dịch NFT và khi đó mới thật sự là một sự bùng nổ từ phía cộng trời. Em nghĩ cái điều này thực sự là có ý nghĩa bởi vì là em thấy đa phần các bên khác họ đều với phục vụ với mục đích đương nhiên là của cá nhân doanh nghiệp nữa. Nhưng mà đối với anh đúng như tức là các bên khác thì họ có thể nghĩ là NFT nó là một cái gì đó rất là nhiều định nghĩa khác nhau đặt cho nó. Tuy nhiên thì đối với cổng trời thì NFT nó chỉ đơn giản chỉ là công nghệ và nó hỗ trợ cho cái việc là số hóa các tác phẩm nghệ thuật của người Việt đúng không ạ? Và điều đó nó sẽ thực sự có ý nghĩa để giúp cho về ví dụ như trên cổng trời chia sẻ là nó có thể là lưu trữ về cái giá trị lâu dài hơn đúng không ạ? Hay là họ có thể những người nghệ sĩ mà họ muốn lưu giữ những tác phẩm gốc mà vẫn muốn cho các khán giả hay fan của họ có thể được nắm các những cái tác phẩm đó thì thực sự là một cái điều rất là ý nghĩa. Và theo số liệu mà cổng trời có thì các nghệ sĩ mà đang NFT hóa những sản phẩm của họ đang thuộc độ tuổi nào ạ? Và ví dụ những nghệ sĩ mà họ có thâm niên thì hoặc là họ có những cái sản phẩm mà đã ra châu Á, ra Đông Nam Á, ra thị trường quốc tế rồi thì họ có còn quan tâm đến cái việc NFT sản phẩm được không? Theo số liệu của cổng trời trong cái quá trình hoạt động của mình đó, thì cái lứa tuổi của các artist thì rất là đa dạng. Nhỏ nhất thì có bạn 10 tuổi, cao nhất thì có các bác là đã hàng U70. Và rải đều thì có lẽ là lực lượng mạnh nhất bây giờ là lực lượng 9X, là lực lượng đông đảo và mạnh nhất và là rơi vào các cái digital artist là nhiều nhất. Thì chúng ta vẫn nói anh vẫn nói với mọi người là chúng ta hãy lấy một cái ví dụ truyền thống để chúng ta nhìn trước và chúng ta sẽ thấy được cái tương lai. Là trở lại câu chuyện cũ thôi, một nghệ sĩ có thể rất nổi tiếng nhưng chưa chắc đã trở thành một YouTuber nổi tiếng. Đúng. Có những anh nghệ sĩ nổi tiếng nhưng mà kênh YouTube của anh chỉ chưa được 1 triệu follower, subscribe, đúng không? Ừ. Nhưng có những YouTuber thì mười mấy triệu. Thì bước qua NFT này nó sẽ cũng sẽ là một thử thách mới. Nó là đối với những nghệ sĩ muốn làm mới mình và muốn khẳng định mình trong một cái sân chơi mới thì nó vẫn luôn là một cái điều thú vị. Và bản thân mỗi người nghệ sĩ luôn luôn muốn đạt được một cái thành tựu mới, khẳng định mình, làm mới mình ở trong một cái môi trường và một cái không gian mới. Thì anh nghĩ đó chính là cái thôi thúc mà là một cái thách thức cho những cái nghệ sĩ đã có tên tuổi, những nghệ sĩ đã có những thành tựu ở tầm cả Việt Nam và thế giới cũng muốn là được thử sức. Và đây cũng là câu hỏi cuối cùng em dành cho anh Thắng ngày hôm nay. Thì theo anh Thắng, số lượng nghệ sĩ Việt Nam đang biết tới NFT đang chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Và liệu rằng cái market này còn đủ lớn để cho những bên khác mà muốn làm như cổng trời join vào không? Theo số liệu và theo hiểu biết của anh ấy, thì nghệ sĩ Việt Nam thì mình phải tính, mình chỉ thống kê được đối với những người gọi là hội viên của các hội thôi. Còn nếu là nghệ sĩ tự do này hoặc là những người có ảnh hưởng đi, KOL vậy nè, YouTuber rất nhiều, TikToker rất nhiều, thì hiện nay chắc tầm chỉ khoảng 0,1% là mới đang bắt đầu quan tâm và join vào. Nhưng mà thành tựu để đạt được thì vẫn thật sự là chưa có gì để chúng ta đem để so sánh được với thế giới, nên là cái hướng phát triển còn rất là rộng. Và khi bắt tay làm cổng trời thì anh hoàn toàn đã quên mất cái khái niệm đối thủ rồi. Anh chỉ có khái niệm về đối tác thôi. Và những đơn vị cùng tham gia làm NFT, kể cả về nghệ thuật
hay là thể thao hay các lĩnh vực khác, thì chính là những người chung tay cùng với mình để một là giáo dục thị trường, hai là cùng build cộng đồng, và như ông bà mình nói rồi, buôn có hội bán có phường, chúng ta phải cái hội phải đông, phường chúng ta phải càng rộng, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và cái chúng ta giữ chân user, giữ chân nghệ sĩ không phải là cái chuyện chúng ta độc quyền, mà là chúng ta sẽ giữ chân họ bằng công nghệ, bằng dịch vụ, và kể cả là bằng cái niềm tin chúng ta truyền cho họ nữa. Vâng, đúng là khi mà thị trường còn đang rất là mới thì cái việc mà mình vùi dập những bên khác nó không phải là một cái mà nên, trong khi mình hoàn toàn có thể hợp tác với họ. Và khi mà cộng đồng đủ lớn mạnh thì chắc chắn là cái việc ứng dụng NFT vào đời sống, vào các tác phẩm nghệ thuật nó cũng sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều, đúng không? Vâng, để kết thúc buổi ngày hôm nay thì một lần nữa em cảm ơn anh Thắng vì đã nhận lời mời tham gia của ekip ngày hôm nay, cũng như là chúc anh và cổng trời sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, và cũng đã đến lúc kết thúc buổi phát sóng ngày hôm nay rồi. Nếu các bạn yêu thích anh Thắng thì hãy thả tim thật là nhiều, và đừng quên subscribe channel của HotQA cũng như là bật thông báo kênh, và đừng ngại ngần comment cho chúng mình những cái tên hay là những dự án mà các bạn muốn được lắng nghe về câu chuyện của họ. Chương trình được thực hiện bởi HotQA và được tài trợ bởi Factory Chain, và cảm ơn nhà tài trợ Upzen Co-working Space đã tài trợ cho địa điểm lần này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đón xem Blockchain Talk phát sóng vào 20:30 thứ ba, thứ bảy hàng tuần trên YouTube HotQA.